Wow, kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại Grand Hà Nội Plaza để cùng tham dự một chương trình đặc biệt của La Vi năm nay. Đây như là một món quà, lời tri ân của ban lãnh đạo dành cho sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể nhân viên La Vi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng khám phá Tết Party 2019 của La Vi nha. Let's go! Phải nói là không gian của Grand Plaza ngày hôm nay rất là sôi động và náo nhiệt với những sự xuất hiện của thành viên của La Vi. Và tất nhiên khi mà đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải làm thủ tục check-in. Và sau khi làm thủ tục check-in thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai cô gái mặc áo dài vô cùng xinh đẹp ở khu vực Đội Vĩnh lấy quà. Xin hỏi anh ạ, nãy giờ anh đã tham gia những hoạt động và anh nhận được nhiều phỉnh đúng không ạ? Em chơi trò bầu cua cá và em có 5 phỉnh và 16 phỉnh, bây giờ đổi quà và ăn 1 phỉnh nữa. Vâng, và ngay bây giờ đây phía sau lưng Quốc Khánh, đó là một trong những khu vực đang tập trung rất đông các thành viên của La Vi, đó chính là khu vực booth photo. Và chúng ta thấy trên sân khấu hiện tại là những cô gái với trong một áo dài rất là xinh đẹp và đáng yêu, và chúng ta sẽ thử phỏng vấn họ nhé. Vâng, trên photo booth bây giờ là những thành viên mặc áo dài dễ thương nhất của La Vi, đúng không ạ? Ban tổ chức sẽ phỏng vấn thử một thành viên xem là cảm xúc của họ bây giờ như thế nào nhé. Chắc là chị đứng ngoài cùng ạ. Chị ơi, tham dự chương trình Tết Party 2019 của La Vi ngày hôm nay thì cảm xúc của chị thế nào ạ? Rất là tuyệt vời ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chị thấy công tác trang trí và chuẩn bị có đẹp không ạ? Rất là hoành tráng ạ. Rất là hoành tráng đúng không ạ? Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những anh chị nằm trong hạng mục nhân viên có thâm niên gắn bó xuất sắc của La Vi năm 2018. Và người đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với anh Hoàng Mạnh Cường. Dạ vâng, 15 năm thì không hề là dài, nhưng mà cũng không hề là ngắn. Đối với tôi, động lực gắn bó với công ty trong 15 năm là sự quan tâm của ban lãnh đạo đối với cá nhân trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và tôi hy vọng là tôi sẽ làm tiếp được 15 năm với công ty tiếp theo. Năm 2018 đã đánh dấu một chặng đường 10 năm gắn bó của tôi với La Vi. Và tôi mong rằng sẽ tiếp tục đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển công ty. Let's work together for more 10 years. Yeah, và chúng ta đừng quên ví những lời chúc tuyệt vời nhất dành cho La Vi tại khu vực Sticker World nha. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một thành viên nữa tại khu vực Sticker World của Tết Party 2019 của La Vi, đó là anh Thanh Minh. Đầu xuân, mình thay mặt toàn thể anh chị em bộ phận sale, mình xin gửi lời chúc đến công ty chúng ta một năm mới càng gặt hái được nhiều thành công và số sale thì luôn luôn xanh. Thay mặt anh chị em bộ phận sản xuất, tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể anh chị em La Vi cùng gia đình. Lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Hôm nay mình cảm thấy rất là vui, không khí ở đây rất là rộn ràng. Vâng, và để có một lời chúc tuyệt vời nhất dành cho La Vi năm nay thì anh hãy gửi đến La Vi những lời chúc như thế nào ạ? La Vi đã có một năm 2018 rất là thành công và nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Mình chúc công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục bước phát triển vững chắc, khẳng định thương hiệu hàng đầu trên thị trường. Wow, chúng ta có thấy ở đây giống như là một cái casino thu nhỏ không ạ? Bởi vì sao ạ? Ở sau lưng của Quốc Khánh thì ban tổ chức của chương trình Tết Party 2019 đã chuẩn bị những cái khu vực trò chơi và đang thu hút rất rất đông các thành viên của La Vi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem họ đang làm gì nhé. Đây là khu vực trò chơi 3 cây. Phải nói là tinh thần của La Vi, các anh tham gia rất là máu lửa, và hiện tại có một số thành viên đang gom phỉnh cũng như có một số thành viên đang rất là buồn bởi vì là mất phỉnh mất rồi. Nhưng không sao, chúng ta sẽ chúc cho họ sẽ gặp được nhiều may mắn trong trò chơi này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo. Đây là khu vực trò chơi tôm cua cá. Nãy giờ anh tham gia trò ở gian hàng này lâu chưa ạ? Vừa chơi được hai ván. Vừa chơi được hai ván nhưng mà là anh đã thắng được tượng này phỉnh rồi hả? Không, mỗi lần đặt hai cái.
2 cái thì thắng được bao nhiêu cái ạ? Là 4 cái. 4 cái. Hy vọng là anh sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Xin hỏi anh chơi game nãy giờ được mấy ván rồi ạ? Nãy giờ là chơi là được 2 ván nhưng mà thua mất 7 ván. Tức là còn lại âm khoảng là 2 xẹt. Hy vọng là sự có mặt của MC Quốc Khánh và cameraman của chương trình sẽ mang lại may mắn cho anh và anh sẽ kiếm được nhiều vĩnh hơn. Để lát nữa đây chúng ta sẽ đổi lấy quà ở khu vực phía in nhé. Mọi người đang bắt đầu đặt cược vào những cái ô mà mình cho là nó sẽ giành chiến thắng. Và theo quan sát anh nãy giờ là anh tham gia ở game sóc dĩa này được bao nhiêu ván rồi ạ? Anh đánh từ đầu đến giờ. Đánh từ đầu đến giờ thắng hay thua ạ? Được 20 cái. Hôm nay phải nói đây là một trong những thành viên rất là đỏ đúng không ạ? Game thứ 5 trong khu vực trò chơi để đạt được vĩnh trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là khu vực game tá lạ. Chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một thành viên nữ duy nhất ở tại cái game này. Nãy giờ chị chơi được mấy ván rồi ạ? Em mới chơi được 2 ván, thua cả 2 được. Chơi 2 ván như thua cả 2, lý do tại sao thua ạ? Do anh ấy chẳng nhường em gì cả. Lý do thua là không có chịu nhường. Vâng, kính thưa quý vị, trong không khí rộn ràng của mùa xuân và không khí nhộn nhịp của Tết Party 2019 của LaVie ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những lời chúc của ban lãnh đạo của LaVie. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, tiền vô như nước, lộc phước đầy nhà. Chúc mừng năm mới LaVie và chúc toàn thể gia đình LaVie năm mới sức khỏe hạnh phúc. An khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới 2019.